Vậy cả nhà tưởng anh chết rồi, Trời tưởng anh ơi. chết rồi nhỏ. Anh là con cậu của chị, Trời tưởng ơi, là vậy anh hả chết chị? rồi nhỏ rồi. Cái anh cả nhà là hồi đó anh đi Sài Gòn, anh đi thất lạc ở Sài Gòn á, cái hồi đó nhà là cũng là rất là nghèo, cái ở Huế nghèo quá, đi vô Sài Gòn đi ăn xin, đi ăn xin. Cái hồi đó gia đình chị cũng nghèo, và gia đình chị cũng hồi đó là cũng giải phóng xong rồi là ở Huế đó cứ đi tứ tung hết rồi á, cái đi vô Sài Gòn để ăn xin. Anh đi ăn xin, anh chỉ cần một cái ca và cái muỗng, anh đi lơ lửng anh đi ăn xin. Mà khi anh đi thất lạc rồi là cả nhà tìm không ra, cái lâu rồi để cái không không tìm anh ra là cả nhà tưởng chắc anh chết rồi. Mà hồi nữa là anh khờ lắm, anh nói tiếng Huế nữa, mà Dạ. hồi nữa là anh khờ. Em xin cắt lời chút xíu nha, mà coi chừng có trúng không nha, bởi vì ở cái chỗ là anh Thành anh đâu có đang xin, anh bị vô tình bị thất lạc thôi chứ anh đâu có cầm cái ca đang xin giống như chị miêu tả Không, đâu. anh không nhớ, không, hồi À. nữa là trong nhà là một cho một đứa một cái ca đi xin, anh chỉ cần một cái ca anh đi xin nữa. Còn sau này khi anh đi thất lạc là cả nhà là tưởng anh chết rồi, ý À. là đứa. Rồi rồi em hiểu rồi, nhưng mà cho em hỏi cái này, mình nhận diện ra ở cái điểm nào mà mình cho rằng là anh Thành là người nhà của chị? Cái mặt giống như đứa em ruột của anh. Em của anh là tên Học, em ruột của anh là tên Học, À. mà ba của anh là tên Lỡ, mẹ của anh là tên Nhơn, chị ruột của anh là tên Ơn. Dạ. Và ảnh có phải tên Thành không hay là tên khác? Anh tên Thành, À, có nghĩa là tên tên Thành từ hồi đó giờ. anh tên Thành À, luôn đấy mẹ chị. và cái câu chuyện của ảnh kể là mẹ là làm nghề đánh cá này kia gì, có gì không? Có ở đó là anh trừ hiện tại á, là quê anh là quê Cầu Hai gần phá Tam Giang, Ồ. mẹ anh đã chết rồi À, trời, tội và nghiệp quá ba vậy. anh á, là ba anh ở Sài Gòn, nhưng mà ba anh có vợ hai. Ở khi mà đi ăn xin vô đó thất lạc rồi sau cái ba anh bỏ mẹ anh, cái có vợ khác, có vợ khác rồi cái ba anh ở luôn Sài Gòn, còn mẹ anh ở Tam Giang. À, ba anh đi vô anh tìm ba anh nữa, vừa đi xin ăn mà vừa đi tìm ba. Ba bỏ mẹ đi Sài Gòn đó, anh đi vô tìm ba nữa, đi cái anh thất lạc trong Sài Gòn luôn. Còn mẹ anh là tên tên Nhơn, chị ruột là tên Ơn, có một người em là tên Học, trừ hiện tại là ở Cầu Hai, Vậy gần gần à. Cầu Hai huyện Phú Lộc ở Tam Giang. À. Cái đường cũng dễ đi, ngang chỗ cái đường chính thôi, cũng gần À. gần ga Cầu Hai, cũng đoạn 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 nữa À. đó. Vậy là chị là con cậu à? Chị là con của bà O, chị là À. con bà O, còn anh là con cậu, ví dụ anh cậu hai, còn mẹ chị là chị ba. Dạ. Chị bên chị cháu nó bấm vô trúng cái camera hay sao nó bị tắt cái camera đó. Chị có người điện để chị À. để đó, mấy chị em trong nhà chị đang quấn đi tìm đó. Dạ. Rồi chị có cần nghe cái cuộc điện thoại này không? Chị có nghe cuộc đó trước không hay Không, là nếu không thì chị tắt bên đó. mà chị là chị theo dõi cái kênh Tuấn Vĩ, hôm mô chị qua thức đêm tới sáng rồi là chị quen, mà chị không bao giờ một ngày đi chị được nói chuyện với em. Còn chị nói thật là chị cái Không không trừ nó ngờ, nhà đang quấn đi tìm đó, ai cũng điện cho chị hết. không ngờ là lại có ngày là cái hoàn cảnh của mình lại là rơi vào con của cậu đi tìm như vậy ha chị ha. Đúng rồi. Dạ, mừng hết biết cho anh Thành, nếu quả thực vậy thì mừng lắm. Và theo chị ấy thì là được khoảng mấy chục phần trăm anh Thành chính là con cậu của chị. Theo như chị đoán là anh là cỡ 90% rồi, 90% rồi hả? chín mươi phần trăm Thứ nhất là tên ảnh vẫn tên Thành từ hồi đó đến giờ. anh tên Thành từ hồi đó chứ, anh cũng lớn tuổi rồi, Thứ hai nữa là mẹ là làm nghề đánh cá ở Phá Tam đánh Giang. cá. Chứ chắc anh không nhớ tới ba, vì ba lấy vợ khác vô Sài Gòn, anh đi vô Sài Gòn anh tìm ba, vừa đi ăn xin vừa đi tìm ba Thương quá nữa. vậy. Đó là hồi nãy mà
anh chắc anh cũng lớn hơn tuổi của chị trừ là chị là sinh năm 71, còn anh là lớn hơn. Dạ. À, ảnh sinh năm 71 à? Chị là sinh năm À, à, 71, à, ảnh lớn hơn. còn anh là lớn hơn. Dạ. Trời ơi, thiệt hữu duyên hết sức không? À, tìm được mừng quá. Vậy bây giờ thế này chị, là để em báo cho anh Thành liền. Thì nếu mà bây giờ ảnh sẵn sàng trò chuyện thì em kết nối nhóm Đúng rồi. để chị nói chuyện với ảnh nha chị nha, báo cho ảnh để ảnh mừng, Rồi. để ảnh trông Rồi. lắm. Ừ. Ok Rồi chị cảm ha. ơn em. Dạ. Rồi chị chờ hả? Chị Dạ chờ hay dạ dạ là chờ chờ bao chờ nhiêu phút? chờ chờ. Rồi. Rồi cảm ơn em. Dạ. Hello. À, alo anh, bây giờ mình có tiện nói chuyện không? Em có cái nguồn tin của về bên anh á anh Thành. Dạ được anh. À, vậy anh Dạ. đang ở công ty hay là anh đang ở nhà? Ở nhà anh. À, ở nhà. Vậy em không thấy anh bên anh bên, bên anh bật cái camera lên. Dạ, cái người ở bên đây giờ 3 giờ sáng. Ồ, 3 giờ sáng, trời ơi, vậy ha, em xin lỗi. Ồ, Anh vậy 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 bên anh Thành là nước nào mà lại 3 giờ sáng vào, vào giờ này? ủa em có nói với anh là chắc anh quên hả, anh À, ở em à, ở Úc. Ở Úc rồi, em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Ừ, em không Úc biết. ở đây chạy trước bên Việt Nam 3 tiếng. À, em thưa với anh Thành là nay em rất là vui khi nhận được một nguồn tin là nghi ngờ chị Sâm đây đó là con cậu của anh. Đó, em nhận được cái tin em cũng hết hồn. Nên Em là là con. dạ. Rồi vậy vậy bây giờ chị Sâm với anh Thành nói chuyện với nhau đi, rồi chị Sâm thấy những cái điểm nghi ngờ như thế nào đó thì báo cho anh biết coi. Em chào anh. Chào Anh chị. Thành, em nhìn anh giống anh học hoặc là giống mợ, rất là giống. Và anh cũng giống ông ngoại. Ông ngoại của em là ông nội của anh. Anh có cái nét rất giống. Và anh đi lạc ở ở Sài Gòn. Em nhớ là hồi đó là anh đi vô Sài Gòn, anh đi tìm ba và anh đi xin, anh đi từ đây, anh đi chỗ này chỗ nọ, anh đi Sài Gòn, anh đi tìm ba và anh thất lạc vô tới trong Sài Gòn luôn. Và cả nhà đi tìm không ra, cứ nghĩ anh là chết rồi nên cả nhà không ra. Còn anh có nhớ ai là trong nhà, anh nhớ tên mẹ của anh không? Không, không. Em hỏi anh thử, anh nhớ nè. Mẹ của anh là tên Nhơn. Anh có nhớ ra được cái tên đó không? Không, không, Em của không anh nhớ là luôn. tên Học. Anh có ai là em của anh là tên Học không? Không, Cũng không không nhớ nhớ luôn. luôn. Dạ. Anh có là ba anh á, là tên Lỡ. Không, không nhớ luôn. Không ấn tượng Anh luôn. không, hồi Không, đó không, là không mới có. anh đi, là hồi đó anh rất nhỏ, em biết anh nhỏ lắm, Ừ. chứ anh nhớ là đúng rồi. Nhưng mà nhìn anh rất là giống giống anh Học, em của anh, giống y đó. Dạ, hồi nãy em nhìn này em thấy rất giống. Rồi thưa thưa anh Thành, hồi nãy em có được trò chuyện với chị Sâm đó, thì nghe chị Sâm nói cái thuở nhỏ của anh đó là anh còn phải đi ăn xin, và gọi là cái cầm cái ca để đi ăn xin. Anh có ấn tượng gì với cái việc anh đi xin không? Ăn xin thì có, tại vì khi vừa thất lạc thì cũng có đi đi giống như cái dạng ở Việt Nam bụ đời, nó đi xin ăn ở ngoài đường. Thì sau đó mới có một người thì người ta mới đem về người ta nuôi. Khi anh do anh đi tìm ba anh đó, anh đi tìm ba, nói chung là cả nhà là cứ nghĩ anh chết rồi. Ao ân anh kêu bằng ao, còn em kêu bằng gì. Ao ân đi tìm, mấy ao nào cũng đi tìm và cậu nào cũng đi tìm hết. Chứ hiện tại ba mẹ anh không nhớ thì em cũng không dám nhắc tới bà con kia trong nhà của mình. Mà thôi, chừ mà anh không nhớ một cái gì hết á thì em cũng không nói cái gì nhiều. Mà đúng quê anh là quê ở Cầu Hai, gần ở nơi đoạn gần nơi chỗ Phá Tam Giang, cái đoạn dọc dọc Phá Tam Giang.
Em nhớ là từ nhỏ tới lớn em hay đi ra quê là nhà mợ ở đó, vì cậu là ở Sài Gòn rồi, cậu có vợ khác, cậu ở Sài Gòn, còn mợ ở ngoài Huế. Em nhớ là em hay đi ra thăm mợ chơi, đi với mẹ em. Còn nói chung là anh rất là giống, anh học trong nhà giống lắm, có anh học hơi lam lũ, hơi đen hơn thôi, chứ còn rất giống. Vì là Chị cho anh cái miệng mọng mọng của anh á, anh rất giống ông nội của anh nữa. Và cái họ thật của anh là họ Trần, anh là Trần Văn Thành, tên chắc chắn của anh nhớ được cái tên Thành là đúng rồi. cho em hỏi Em là em, dạ. còn anh là... Dạ. Thì bây giờ thì cho em xưng hô nó dễ hơn, từ từ đi. Bây giờ em muốn hỏi là má của em á bây giờ còn sống, còn sống hay chết? Dạ, mợ mất mấy năm rồi. À, Dạ, vậy mợ rồi. muốn hỏi là cái người mợ đó thì chỉ chờ chút, sóng nó hơi yếu, sóng bên bên anh hơi yếu. Dạ. Anh học là như thế nào với anh, với anh Thành đây? Dạ, em ruột. Em ruột. Ừ. Dạ. À, có sóng lại rồi, rồi anh hỏi đi. Cái người ví dụ má của tôi, ví dụ thôi bây giờ nói nó đại khái đi chứ gì, nói chung là tiếng Việt tôi cũng không có phân biệt về dòng họ bà con gì mấy. Thôi bây giờ ví dụ má của tôi còn có mấy người em nữa? Em nhớ là anh có một chị ơn, anh nhớ chị không? Anh có một chị gái, chị ơn, mà em cũng hình như chị ơn rồi tới anh và anh học, và còn có một anh Minh nữa. Nên là bốn người, tổng cộng là bốn người con. Ừ. Dạ. Thì là bây giờ cái người đó đã mất rồi. Vậy em muốn Mẹ đã hỏi mất. là, rồi em muốn hỏi là ở bên ba đó, Dạ. hồi hồi đó là ở ngoài Huế phải không? Rồi, Dạ. ổng vào Sài Gòn phải không? Dạ. Rồi sau Lấy khi vợ. ổng trở về Huế phải không? Chị Dạ, còn ông nhớ không. khi từ hả? Ông ở Sài Gòn luôn. Không, bây giờ em muốn hỏi cái đoạn là ổng ở Huế, ổng bỏ má em đi phải không? Ổng đi vào Sài Gòn, ổng sau khi ổng trở về Huế, ổng đi một mình ổng ha, ổng có dẫn một người phụ nữ nào không? Dạ không, ông Không không có dẫn. hả? Dạ ông À. đi vô Sài Gòn là nghe cậu lấy vợ trong đó luôn. Rồi sau đó ổng có đi dùng kinh tế mới không? Dạ có, gia đình đi vùng kinh tế mới là đi vùng kinh tế mới là ông nội của anh nè, rồi mấy o của anh đi vùng kinh tế mới. Chợ hiện tại là mộ của ông nội của anh là ở ở ở cái gì Khánh, Long Khánh, chợ là ở Long Khánh, đi tập kết hô trong đó là chợ mộ ông nội của anh ở Long Khánh, có chú Phụng ở Long Khánh, Rồi rồi chú. cái đó thì vậy em muốn hỏi là cái ba ba của em giờ còn sống không? Dạ cậu còn mà mở mất. Ba rồi ba của em bây giờ còn sống, vậy bây giờ ổng đang ở đâu? Ở Long Khánh. Dạ cậu ra Huế lại, cậu cậu cứ đi ra Huế, cậu ở Huế, rồi khi là cậu vô Long Khánh, cậu vô Long Khánh cậu ở với cậu chú Út, rồi cậu ra, cậu vô ra vô biết rồi đó. Mà hiện tại giờ là anh Minh á, là anh nói là để ở với anh Minh, nhưng mà cậu không mơ ở, cậu ưa đi chỗ này chỗ nọ đó. Một là cậu ưa đi ra ở với em cậu, hoặc cậu đi ra đi vô. Bây giờ ba em ở Huế Dạ. rồi, em muốn hỏi là ba em ở với má sao đó Dạ. có được bao nhiêu người con Dạ không có con anh ạ. không? Có con. Dạ. Bây giờ có còn ở với người đó không? Dạ người nó chết rồi.
Người phụ nữ đã chết rồi. Dạ, người nó chết rồi. Cậu mới bán nhà. Cậu bán nhà, cậu đi ra Huế. Bán nhà, cậu đi ra Huế. Rồi chừng là cậu đi ưa là thích cậu về Huế, cậu ở với con. Hoặc là cậu vô ở với là chú Út ở trong đó là em ruột của cậu. Dạ, cậu cứ Thì đi đi. thực sự nãy giờ nói chuyện á, thì em thấy á, em không có phản ứng cái gì hết á, nó không Dạ. có cảm giác phản ứng gì hết. Mà nhân á, nếu mà có dịp á, chị có thể gặp ba em á, Dạ. có thể cho ba em lên để trực tiếp á, nói chuyện với em, có thể có À. một cái cảm giác nào đó, có thể một một cái ức nào đó em có thể Dạ. nhớ lại. Chứ bây giờ nãy giờ em thấy Dạ. nói nãy giờ cũng bây giờ không có cái cảm giác, làm như Riêng nó không có. giờ là riêng vị này, vì anh Thành là anh đi từ nhỏ, trong đầu anh có một ký ức gì hết, nói thật sự. Còn đây em biết á, là em biết qua lời kể của mấy dì và em biết qua kể của mấy cậu, trừ là mẹ em cũng mất rồi, và em cứ nghe lời em nghe kể của mẹ em. Rồi từ tới nhỏ trong đầu em luôn luôn lúc nào cũng có một anh Thành đi lạc, hoặc là con của cậu có một người đi lạc, đó là trong đầu của em. Còn bây giờ thôi, em là người ở Quảng Nam, em có chồng em ở Quảng Nam, em ở Tam Kỳ. Chờ thôi, chờ cũng khuya rồi, anh quay được á, xí nữa em liên hệ với là mấy mấy anh ở ngoài 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 Huế, là ở cầu hai đó. Cầu hai là cái chỗ đoạn là hồi xưa là mở đi biển là đúng rồi, làm biển là đúng rồi đó anh ạ. À, là em sẽ liên hệ bên Minh, anh Minh cũng là em của anh, rồi em sẽ nói với anh Minh, anh Học, rồi coi cậu ở đâu. Và khi em lấy được rồi, cái em lấy cho số, em sẽ đưa cho Tuấn Vĩ, và khi đó Tuấn Vĩ sẽ gặp. Chứ còn em ở Tam Kỳ nó hơi xa. Rồi, bây giờ thế này chị và anh nè, trước trước trước, trước tiên á là để kết nối được với nhau như vậy quả là một cái duyên. Còn nếu đúng thì phải nói là tuyệt vời, còn nếu ví dụ như rủi mà không trúng thì coi như cái video của anh cũng sẽ lan tỏa hy vọng để đến tai của cái người thật sự là gia đình của anh. Ngoài ra nữa đó thì câu chuyện của chị Sâm cũng vậy, cũng hy vọng là có một cái anh Thành khác đúng con của cậu của chị sẽ lên tiếng. Nhưng mà theo như Tuấn Vị nghĩ đó, thì theo như lời chị Sâm nói thì Tuấn Vị nghĩ là cũng rất là có khả năng. Còn cái việc mà trúng trật này kia thì anh cũng đừng có lo lắng, bởi vì đang còn có rất là nhiều cách để chứng minh. Đang còn có nhiều cách để chứng minh. Thứ nhất là gặp những người trong gia đình để chúng ta tìm hiểu thêm. Ngoài ra nữa thì cuối cùng đang còn cái vấn đề là khoa học kỹ thuật, người ta sẽ gọi là để người ta giám định cho mình điều đó, chứ không phải là chúng ta chỉ bằng lời nói không. Cho nên là trước mắt có thông tin là quý lắm rồi, là quý lắm rồi, quý quý lắm rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng mà anh ơi, em Dạ. đoán anh là tới 95% là vì anh Dạ. rất là giống ông nội của anh, và anh rất là giống anh Học, và cái môi mỏng mỏng đó là cũng là cái họ Trần của bên 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 vì em là cháu ngoại, em không nói, của bên bên nội của anh, nó giống y chang, nó không khác một cái gì, giống như mà in ra rồi. Chừ là em đi lấy chồng ở Tam Kỳ nó xa, em không có hình ảnh, nhưng mà hình anh vẫn giống mẹ em, vì mẹ em anh kia bằng cô mà mẹ em cũng chết, anh cũng giống mẹ, cũng cái miệng mọng mọng dưới đó nên rất là giống. Trước mắt dễ là Thì mừng rồi anh Thành ạ. Rồi dạ còn còn tất cả nữa thì chúng ta sẽ đi từng từng bước. Và Tuấn Vĩ nói để cho anh thấy yên tâm hơn nè, là cái khả thi ở cái chỗ thứ nhất là cái tên Thành, anh cũng tên Thành, mà con cậu của chị Sâm đây cũng là tên Thành, và cũng cũng cái độ tuổi đó, rồi cũng là xuất phát từ là một người mẹ là làm nghề đánh cá này kia ở Phá Tam Giang. Và dạ cùng có một người ba đi vào Sài Gòn, có vợ bé trong Sài Gòn, thì nói để mà cái hoàn cảnh giống nhau như vậy thì ít có thể có hoàn cảnh thứ hai giống nhau như vậy. Cho nên là trước mắt thì em thấy có cái sự mà cái lòng tin rất là cao. Tuy nhiên giống như em nói hồi nãy đó, thì chúng ta sẽ xác minh từng bước, chứ không phải là chúng ta chỉ như vậy là xong, hoặc là không không bế tắc. Và bởi vì bây giờ người ba còn sống mà, người ba còn sống và anh cũng đang còn có những người em của anh mà, nên là không có lo anh ha, đừng có lo. Dạ, tại vì theo các đầu tiên nói chuyện tới bây giờ em chưa có phản ứng gì, cũng như không có cảm xúc gì hết.
Còn nếu mà để cho chỉ làm sao liên kết, liên nói chuyện với ba, cho em gặp, có thể nói chuyện với ba, nếu mà em giữa em với ba em á, nói chuyện, có thể trong đó đó nó có một cái phản ứng gì liền, một cái chỗ nào đó, một cái sơ hở, một cái điểm nào làm cho khởi nhớ lại, có thể mình, chứ nãy giờ tôi chỉ nói từ đầu tới cuối tôi thấy nó không không có một cái cảm giác nó Rồi. phản ứng hay gì đó, đại Không khái tôi sao, thấy không nó sao, gọi như không là sao cả. giờ ký ức của em bây giờ chỉ nhớ là ba với mẹ thôi, chỉ có ba em hoặc là mẹ em có thể nói chuyện với em thì có thể có phản ứng cái hồi ức lại, cũng như cái nhớ lại, còn bà Anh ơi, con thì không nhớ được. nhà thờ không? Anh có ký ức của anh hồi nhỏ anh hay đi nhà thờ không? Không có, không có, Anh cũng có ký ức đi nhà thờ luôn à. không luôn. Em biết rồi, về hồi nó là dì dì Ân á, chờ hiện tại là dì đang ở bên Mỹ, là anh kêu bằng O. Dì Ân á, là dì là hay nhắc anh nhiều nhất. Khoan khoan chờ chút con điểm này á, tôi muốn hỏi là má của tôi á, sau khi ba tôi bỏ đi rồi, má tôi có tái giá lại không? Dạ không, không, À bà hiền mà bà thiệt không thà thì, ác lắm. không thì tôi thấy làm với một điều đó là không có đúng. Tôi nhớ không lầm thì khi mà ba tôi bỏ đi không bao lâu thì tôi không biết, nhưng tôi khẳng định là má tôi có tái giá lại. Em nói anh nghe nè, là đi là không, em nghe là không tái giá, nhưng mà em nghe là mình là nhỏ nên mình không có dám chắc một cái gì hết, nên cái chuyện này em không dám nói. Có một anh nhưng mà cứ nói là cứ nói là mợ đi lấy là sinh anh Minh ra là không phải con của cậu, nhưng mà cũng không phải, nên không có sinh ai ra hết trơn á, cũng toàn là con của cậu hết. Mợ không đi xuất giá vì con người mợ thật thà chất phác lắm, cũng giống như anh rồi, cũng 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 nói chậm 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 là cũng y rồi đó. Rồi, rồi chị Sâm cho em hỏi anh Thành một điều ha. Cái lý do mà anh khẳng định là mẹ có tái giá là anh nhớ được điểm nào, anh có thể cho em biết được không? Không, chỉ biết là ba đi thật là lâu lắm rồi, từ rồi sau đó đó, lúc đó đó em còn nhỏ mà nhưng em vẫn biết là có một cái ông đó đó, ông cứ tới rồi mà nhưng cặp với má gì thôi, mà không biết cặp bao lâu thì không biết, nhưng sau đó má gửi em lên bên nội, từ đó, đó bên ba ba của em á, ở từ Sài Gòn đi về bắt em vào Rồi, vào đúng. Sài Gòn. Anh nói Rồi. rất là cũng đúng ý. Rồi, Nghĩa ok Trang. anh. Ok anh, bây giờ thế này này. Ví dụ như là mẹ có người bạn thường tới thăm, chẳng hạn như là mẹ có bồ đi, thì cái đó cũng không thể nói rằng là mẹ tái giá được. Và Đúng. nếu ví dụ như có một người con nào cùng nhau thì may ra mới có thể dùng bằng cái từ có tái giá, có tái hôn thì nó mới mới có thể đúng. Còn ví dụ như là chỉ một cái người đàn ông qua lại thì chúng ta chưa khẳng định được rằng đó là tái giá. Vì vậy cho nên là chị Sâm nói không tái giá là cũng có cơ sở. À, ví dụ như tái giá nó phải thứ nhất là mình phải có con này kia với nhau, có con này kia với nhau. Thì đó cho nên là thì đương nhiên thì là bây giờ chúng ta cứ nhớ cái gì thì chúng ta cứ nói không sao cả, nhưng mà cái bước cuối cùng nó vẫn là còn có thêm những cái bước mà ví dụ như là giám định ADN hoặc này kia đó, thì tôi bị nói hồi nãy đó, thì bây giờ chúng ta có nhớ cái gì thì chúng ta cứ cởi mở cho nhau để tìm những cái điểm chung. Anh Thành này, theo như em nghĩ, nếu như mà mợ không bao giờ tái giá, vì con người của mợ rất là thật thà, rất là chất phác, con người rất là hiền lành. Nói về mẹ của anh, trừ anh, cái tưởng của anh ăn nói chậm, từ từ giống y mợ, cái nét giống y chang rồi, cái ấn tượng của mợ trong đầu, trừ nhìn anh là ăn nói từ từ giống y rồi. Anh Minh thì anh ít giống, nhưng mà anh học là giống anh y chang luôn, chỉ có anh học hơi cực khổ, anh hơi đen. Anh vẫn còn ở ngoài Huế, ở cầu hai đó, cũng ngang cái dọc dọc ở chỗ cái phá Tam Giang đó đó, anh giống y luôn. Em nói chắc chắn luôn, anh là tới 90 mấy% rồi, anh giống ông nội của anh giống lắm. Vì ông nội anh ông ngoại em mà, tụi em vô Sài Gòn, vô Long Khánh cũng 200 ông ngoại đâu rồi đó, tụi em cũng có ký ức của về ông ngoại.
nên anh giống ông nội của anh đó, Thì giống đây là em cũng rất là mừng mà bà con cũng có mấy em người rồi dư thiệt không y. không có cái cảm giác hay cảm ứng gì đó, thì để em làm ơn chị làm sao liên kết đó, cho với gặp ba em á, thì có thể cách em nói chuyện có Dạ. thể gì được cả. Còn nói về bà con thì em không thể nào Tại nhớ nổi đâu. ở đâu anh Thành? Dạ. Hiện tại bây giờ anh đang sống ở ở ở đâu? Hiện tại tôi đang sống ở Australia. À, anh đang sống ở Australia hả? Dạ. Ừ. Thôi em cứ biết đó được thôi, chứ còn em không dám thông tin gì. Để ngày mai rồi để em nói lại với chính xác là ngày mai hoặc bây giờ em gặp anh Minh. Em điện cho anh Minh ở Huế, chứ mọi người cũng đang rực rực ngoài nó, chứ cũng đang chờ máy của em, chứ ai cũng đang đang Rồi. chờ hết. Rồi bây giờ thế Dạ. này chị ha. Dạ. Bây giờ chúng ta có nói chuyện chăng nữa thì cũng cũng là nhân vật chị thì gọi là cũng biết câu chuyện thôi, chứ chứ gọi là kỷ niệm giữa hai anh em á thì là không có. Vì vậy cho nên á là bây giờ tốt nhất là nếu được thì chị cho em được liên kết với cái anh lớn là anh Minh hả? Anh Minh là anh của anh Thành hả? Dạ. Mình là em À, em của anh Thành hả? Thành lớn tuổi rồi, ngó anh đấy, giờ anh lớn tuổi lắm. Ừ. Em là sinh tốt mà hồi nó là em hồi nhỏ mà em đã nghe anh đi thất lạc mấy năm rồi, là em cũng đã biết là anh là cũng phải sinh năm sáu mấy, anh lớn lắm anh Thành. Rồi, vậy thì bây giờ đó thì chị có thể cho em được kết nối với anh Minh hay là con của ai, con của mẹ của anh Thành á. À, cùng Dạ. cùng cùng mẹ với nhau đó. Còn nếu tốt hơn nữa thì được nói chuyện với ba, nhưng mà rồi tới đâu chúng ta tính tới đó. Còn bây giờ có khả năng là anh Thành theo theo em nghĩ là chắc anh nghỉ ngơi đi, bởi vì bên đó hình như cũng 3 giờ sáng đó, thì anh nghỉ ngơi đi rồi bắt đầu ngày mai chúng ta tính tiếp nhanh nha. Anh anh ơi, có anh anh gửi ra còn nữa anh có nôn không? con còn Nếu thì như mà nhớ không nấu em, tại vì tắt đi trung bình đó thì em 2 tắt giờ 2 giờ 2 giờ ở bên đây em mới về tới nhà này. Hai dạ. ba Nếu như mà anh à mà 12 giờ trưa bển, 12 giờ trưa bển, có thì 3 giờ chiều ở đây em mới về tới nhà. rồi Dạ. ok, vậy bây giờ thế này Sao này. bên Bây giờ anh có muốn chờ để em liên hệ với anh Minh hoặc là liên hệ với ba anh luôn không, hay là anh muốn nghỉ rồi ngày mai chúng ta tính tiếp, anh muốn như thế nào? không. Bây giờ tiếp tục thì vẫn được mà, không sao. Thế thôi phải tắt máy để Ok. em điện ra Không. Không không, vẫn chưa vẫn vẫn được, vẫn vẫn được. Dạ. kỹ kiện kết nối ngoài đó. Dạ, rồi ok, đương nhiên là phải tắt máy thì chị Sâm đây mới liên hệ ở ngoài đó được. À, cho nên là anh Thành tạm thời tắt máy đi, rồi chị Sâm liên hệ được ở ngoài đó rồi cho em cái số, rồi em sẽ liên kết cho nói chuyện với anh nha. Em cũng ráng chờ luôn, Dạ. bây giờ cũng giờ Việt Nam bây giờ là 10 giờ 15 khuya rồi này. Thôi vậy Dạ. À, bên vậy em một. dạ dạ tạm thời chúng ta tắt máy nha. À, Dạ dạ. dạ 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 bye bye. Alo anh. Alo. Dạ. Dạ. À, bên đây cũng khuya rồi, mọi người chưa có tiện để trao đổi cả đêm như thế này đó. Cho nên là thôi anh nghỉ đi nha. Anh nghỉ đi rồi là ngày mai mọi người hẹn giờ nào thì em báo cho anh. Và hồi nãy nghe anh nói là hình như ngoài 12 giờ trưa phải không anh? À, 12 giờ trưa bên Việt Nam là có thể điện cho em, nhưng Dạ. từ 12 giờ trở đi là điện lúc nào cũng được hết. Rồi rồi ok được. Vậy thì có thể là em hẹn bên đây là ngoài 12 giờ anh nha. Rồi bây giờ anh ngủ đi anh ha. Dạ, cảm Ừ ơn anh Tiến ừ. Dĩ nhiều. Thấy anh làm gì khuya cũng vất vả quá. Dạ. Rồi việc Nhưng đâu mà còn ừ. Dạ, chị nói đi anh chị. Tiến Dĩ, Dạ. tuần này có thể thứ năm với thứ sáu anh có thể nghỉ ở nhà đó, anh có sắp xếp được Dạ. anh nói chuyện được thoải mái. Dạ. Dạ, Dạ. và trong việc này thì anh chị cứ yên tâm, có nghĩa là mình cũng không có sợ là bày vẽ hay là thế này thế kia đâu, bởi vì nó đang còn có xác minh ADN nữa đó, cho nên là cái việc đó anh chị cũng đừng có lo lắng và đừng có e ngại gì cả. Nếu thật sự cái duyên của mình nó đến đó, thì nó sẽ đến, nên là anh chị đừng có lo lắng và ngủ ngủ ngon đi nha. Rồi có gì thì em sẽ báo cho anh chị và chúng ta sẽ xác minh từng bước nha anh chị. Dạ. Dạ Cảm ơn dạ. anh Dĩ nhiều. Dạ dạ Tại dạ vì hơn nữa tiếng Việt nói em không có được ăn học hồi nhỏ đó, thì chi em không có được Đúng đó. lưu loát Dạ về dạ cách này cách kia, rồi xin tiếng Dĩ thông cảm giùm.
Dạ Chỉ dạ không sao. Ừ, em sẽ hỗ trợ. Dạ. còn tụi em cũng tin tưởng ở anh Vĩ và đặc biệt Dạ. anh Vĩ giúp đỡ cho tụi Dạ. em. Dạ, thời buổi này thì được cái là khoa học chứng minh, chứ không phải là mình muốn nói sao cũng được. Và cái nói đây là gọi là cái xác minh cái thông tin ban đầu thôi, để gọi là để mình xác minh được cái đối tượng là có đúng người nhà của mình hay không. Còn cái kết quả cuối cùng nó vẫn là cái ADN quyết định đó anh chị. Nên là mình cứ bình thản như vậy, mọi việc cái nếu mà đủ duyên á thì nó sẽ đến. À, hồi nãy cái chị Dạ. đó, chị nói chị đang ở đâu vậy anh Tuấn Nghĩa? À, chị Sâm hình như là lấy chồng đâu ở ngoài, lấy chồng ở đâu em cũng quên mất tiêu. Dạ, hình như lấy ở ngoài Quảng Trị, Quảng hay gì ở ngoài đó đó. Ừ. Là con cô con cậu, nếu mà đúng đúng huyết thống đó là con cô con cậu với anh á. Con Dạ. cậu. Dạ. Tức là hình như là mẹ của chị Sâm đó là em của ba anh. Ừ, Đúng rồi. em hay là chị gì đó. Dạ. Nhưng mà em thấy thì chị nói cũng có cơ sở đó nè, có cơ sở đó. Em nghĩ là có quyền hy vọng nhiều anh. Thì em cũng thực sự em cũng mong tìm lại cha mẹ. Từ nói chung là em đã từng chảy chảy nước mắt nhiều dữ lắm mà không biết cách nào để tìm kiếm thôi. Nhưng em cũng nghe cái bên chỗ của anh đó thì cũng tìm rất là chân chân thành, rồi anh cũng là người tốt, rồi em người ta xúi em rồi em cũng lên hy vọng là anh giúp được cho em, chứ em cũng không biết cách nói chuyện gì mấy, thì Dạ. xin Nói người ta giới thiệu chứ không phải người ta xúi đâu. cả thì người ta Xúi là làm làm được. bậy á, làm bậy mới gọi là xúi á. Người ta xuống người ta này kia gì đó, em thì Người ta dùng giới từ ngữ thiệu. thì nó không có rành gì mấy, thì chúc em không có được ăn học quá. Với hơn nữa thì nói chung thì cũng không biết nói sao. Xin anh có những cái lời mà không có nên nói, hoặc là những cái câu mà không có đúng đúng anh bỏ qua giùm. Dạ không có gì đâu anh chị. Tại vì Rồi. em qua Úc còn nhỏ lắm thì em cũng không nhớ gì mấy, rồi Dạ. cũng không rành cái ngôn ngữ Việt Nam mình nói làm sao cho nó xuôi theo Dạ. câu Dạ. Nói người ta suối. Thôi nghỉ nghỉ đi. Dạ nghỉ đi anh chị. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ Cảm dạ. ơn. Dạ.